một cái thương hiệu của Việt Nam nếu tồn tại được ở thị trường trên 3 năm thì chị đánh giá là nó sẽ có thể phát triển được bền vững. Còn nếu nó chỉ là một cái dạng brand theo trend được 1-2 năm thì nó sẽ rất là khó để có thể giữ được. Và chị nghĩ là cái việc phát triển bền vững của một cái thương hiệu Việt ấy thì nó quan trọng, nó cái yếu tố quyết định, nhưng mà cái mindset của người founder, nếu người founder họ có những cái tư duy hiện đại văn minh, họ phải có vụ có tâm, có cái những cái kiến thức dữ liệu rất là tốt trong cái việc gọi là làm thương mại nhá, đúng nghĩa luôn, thì brand đó nó phải phát triển được. Phải luôn luôn là cái người kiểm soát được sự rủi ro, nhất thời điểm nào mình nên tăng trưởng, thời điểm nào mình nên thu gọn. Đấy là một cái điều mà người lãnh đạo hay người làm quản lý phải rất tập trung để đánh hơi được thị trường trước khi mà có những cái biến động xảy ra.